trên vòng tay 1 và giám sát trọng tài là ông Hồ Minh Hồng. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thắng Bình Dương đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong những chiếc áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái của các bạn. Ở một trong những trận đấu diễn ra cùng ngày với cuộc đọ sức này, câu lạc bộ Đà Nẵng đã có chiến thắng 3-0 trên sân của Thanh Hóa. Bình Dương tạm thời tụt xuống vị trí thứ 5. Họ đã thắng 3 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong chặng đường đã qua. 2019 đã được trả về chơi ở vị trí ở cánh phải, vị trí quen thuộc hơn. Pha phối hợp 1-2. Yếu sút Touré. Phát đền. Penalty là chính xác. Pha đua tốc độ rồi đổi hướng của Yếu sút Touré. Góc máy này chắc chắn sẽ rõ ràng hơn. Hữu Tuấn đã can thiệp vào chân trụ của Yếu sút Touré. Rất đơn giản. Số 10 của BKB Bình Dương đã đánh lừa được thủ môn đối phương. Quả chuyền của Tấn Tài. Tiến Linh rất cố gắng, nhưng cú chạm bóng bằng đầu của Tiến Linh là chưa đủ khó để có thể đánh bại Thanh Thắng thêm một lần nữa trong trận đấu này. Đức Trinh đã tìm thấy cảm giác ghi bàn trong trận đấu tại vòng 8 này với một cú đúp, trong đó có một pha dứt điểm bằng đầu. Nhưng hiệu quả của những pha triển khai tấn công bên phía đội chủ nhà thì lại không cao chút nào. Họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với một hàng thủ dày đặc. Không có lối vị, nhưng Tiến Linh lại không kiểm soát được trái bóng. Đúng là không có lối vị. Trong tình huống vừa rồi thì Ngô Tùng Quốc đã ở vào một vị trí có thể nói là rất sai. Hậu vệ phải của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tụt lại. Công Phượng. Lỗi của Trọng Huy. Và kết thúc của Phạm Văn Thành. Có một điều tương đối rõ, luôn thể hiện trong cách chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở một vài trận đấu gần đây. Hồ Tuấn Tài. Diakite. Không việt vị. Henipo Gustavo, Tiến Linh ở phía trong. Rất khéo bằng chân trái. Và tỷ số là 2-0 cho BKB Bình Dương. Cú đúp của số 10, Henipo Gustavo. Gustavo đã phá bẫy việt vị hợp lý, đón nhận đường truyền của Trọng Huy. Cái chân trái Nam Mỹ của số 10 Hedipo Gustavo đã có cơ hội để phát huy thêm lần nữa. Và cú chích mũi hợp lý của Hedipo Gustavo đã đánh bại những nỗ lực cản phá của Thanh Thắng. Hàng thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Xeo Nhông Đúc. Cú chuyền bóng vào ngực của Công Phượng. Pha chơi bóng với ý tưởng có thể nói là rất đáng ghi nhận của Công Phượng, nhưng người đã di chuyển không bóng để có thể đón nhận cơ hội. Trong tình huống vừa rồi là Phạm Văn Thành lại không tận dụng được thời cơ. Bravo Ali vẫn còn đủ nhanh, nhiều hơn để đẩy tốc độ của trận đấu lên và qua đó tìm kiếm những hy vọng. Đây là Công Phượng. Cú sút xa. Cảm hứng là chưa đủ tốt, đang ngày một trở nên vững vàng hơn với rất nhiều những cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo. Nhưng nếu như đối phương kỹ xuất, không có lối vị, dứt điểm. Cú đá của Amido Bande, bóng chạm chân một cầu thủ áo xanh trước khi ở bên ngoài sân. Chơi tấn công
trực diện của đội cấp Bình Dương vẫn còn làm điểm còn hạn chế thì họ vẫn có thể chơi theo cách phòng ngự phản công. Nhưng những cú dứt điểm, những cơ hội thực sự vẫn chưa tới. Quả treo bóng của Công Phượng. Sâm Công Đức. Sút chân phải. Rất nguy hiểm. Bóng rơi qua dọc. Hedipo. Tiếp tục là Sâm Công Đức. Lỗi của Yusuf Tore. Một pha xử lý đáng khen của hậu vệ cánh trái Sâm Công Đức bằng chân phải. Cú đá rất quyết đoán, bóng đi chìm và đã đánh bại hoàn toàn được thủ môn Trần Đức Cường, nhưng cột dọc vẫn còn đứng về phía thủ môn gốc Nghệ An. Tiến Linh là người phá bóng. Công Phượng không được. Tiến Linh. Pha phạm lỗi của cầu thủ mới vào sân Tống Anh Thì. Đúng là lỗi của Tống Anh Thì. Ngay sau đó thì Công Phượng cũng đã băng vào. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân lúc này như những thùng thuốc súng trần chờ được châm ngòi. Đáng tiếc không phải là châm ngòi để có một lối chơi thật sự cuốn hút hơn. Quả treo bóng của Công Phượng. Đường chuyền quá sâu. Công Phượng. Đá không tốt của Hoàng Thịnh. Tiến Linh đang di chuyển. Không được. Quả chuyền đó đã không vượt qua được Diakite. Đây là Công Phượng. Đột phá. Sâm Ngọc Đức. Hay, Công Phượng. Tỷ số là 1-2. Đáng khen cho những nỗ lực của cầu thủ áo đỏ trong tiếng vừa rồi. Sâm Ngọc Đức và Công Phượng đã tìm thấy nhau trong một pha bóng có thể nói là không hề đơn giản. Cú tỉa khe của Sâm Ngọc Đức thực sự là đủ khéo léo và thông minh. Còn với Công Phượng thì đó là bàn thắng thứ 3 ở V-League 2020. Sự nhanh nhẹn và duyên ghi bàn đã trở lại với Công Phượng. Tất cả đều rất hợp lý. Ngay cả cú tiếp bóng cuối cùng của Công Phượng cũng vậy. Rất đáng khen cho nỗ lực của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thế trận có thể nói là rất nhiều sự bế tắc thì Sâm Công Đức và Công Phượng vẫn cố gắng kết hợp. Cú thả bóng của Công Phượng. Tung Quốc. Đánh đầu. Thiếu chút nữa thì tỷ số được cân bằng 2-2 khi mà Abido Bande đã nhảy lên và không bị ai kiểm soát. Trần Đức Cường mà thôi. Cú đánh đầu quá nhẹ. Sự căng thẳng về mặt tâm lý đã được giải phóng phần nào bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã Công Phượng sẽ có thẻ phạt dành cho Tống Anh Tỷ. Sau khi vào sân thì Tống Anh Tỷ quả chuyền bóng của Công Phượng. William Xuân Nam không vào. Sóng gió vẫn còn trước khung thành của Bình Dương. Xuân Nam vừa được đối mặt với Trần Đức Cường và dường như là một... Chúng ta cùng xem lại cơ hội gần nhất của đội chủ nhà.
Công Phượng đã bấm bóng đủ khéo. Thanh Long gặp khó khăn trong tình huống truy cản tầm cao. Trận đấu tiếp tục với một tình huống tung bóng. Công Phượng. Một tình huống quan sát tốt của Công Phượng, nhưng cú đá ở phút thứ 90 không còn đủ lực căng chí tương đối cao. Cả Diakite cũng đã lên tham gia tấn công. Xuân Nam rất cố gắng xoay sở. Đó không phải là một tình huống phạm lỗi của hậu vệ Bình Dương. Thành viên của ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phản ứng thái quá. Đó chính là ông Trung Hai Sông. Và thẻ vàng vừa được rút ra dành cho huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu kết thúc với vận thắng 2-1 nghiêng về phía BKM Bình Dương. Một trận đấu mà họ chơi phòng ngự phản công rất xuất sắc. Công Phượng đã rất cố gắng.